thì được luôn đi. Ủa được, đeo khẩu trang, đeo khẩu trang. Cái hộp xốp này. À đau quá. Em ơi, đưa khẩu. Đây là chuẩn bị đồ cho các con ở trong khu cách ly chiều nay Cam nhá, mua về rửa sạch. Đùi gà tự rán hết nhá. Đấy. Đang rán đùi gà cho các con này. Đây, em căn dầu đây. Đây là dầu ấy. Đấy mới ra rồi. Một thôi chứ làm gì một can 10 lít nữa thôi. Không, đưa về một can đi làm gì hai can. Đây là đang rán gà cho các con này. Cam cam vắt nước nhưng mà mua về vẫn phải rửa lại, vì vắt này là rửa sạch sẽ. Lấy một can thôi. Không, xúc xích tí mình rán luôn đi. Tôi cứ để vào trong thừa giả lại được. À, chiều nay mỗi con khu cách ly là một cốc nước cam tự vắt này. Đấy, mỗi cam tự vắt này. Một gói bánh này, một hộp xê sủi này. Đấy. Các con khu cách ly một gói bánh này, một hộp xê sủi này. Giấy ăn chuẩn bị cho các con đầy đủ này, giấy ăn ống mút này. Đầy đủ cho con nhá. Giấy ăn mỗi con mấy cái giấy ăn này, vì trong đấy nhỡ nó không có giấy. Mỗi con hai cái xúc xích. Cam đấy, cam mua cam tươi về là tự bắt cho các con hết. Không có một rửa đi xong để ráo. Đấy. Vì là các con đang chữa bệnh nên là không uống được những nước khác, bắt buộc phải cho các con uống nước cam. Mua cam về vắt hết. Đấy, rửa sạch cho bắt đầu với vắt. Phòng tập thì tôi để ra mình chỗ từ thiện thôi. Đùi gà. Đùi gà đang rán cho các con đây. Tự rán hết, lấy. Chưa để cho vàng, cho bít to lên. Cho bít to cho nó vàng lên. Hay là hết gà rồi. Gà đang rán, như là tất cả mà gà tươi này, không có gà đông lạnh nhá. Về rán, tự rán cho các con hết. Cái kia nó phi vàng vậy nhưng mà bên trong vẫn còn gà. Đúng rồi. Thế này em phải cho nhỏ lửa đấy, cho nhỏ lửa thì nó thấu bên trong đó. Nhưng mà cái này bắt buộc mình vẫn phải cho vàng lên. Cái này vẫn phải cho vàng. Cái bếp này nó không sâu. Lúc nào nó sôi ác đấy, như vậy nó đang ục ục vây. Đây là rán mỗi con một chiều nay là một chiếc đùi gà với lại hai cái xúc xích. Đấy là tiền của các mạnh thường quân mà cũng chỉ làm để cho các con hết. Không có gà đây, toàn đùi gà tươi hết, không có một tí gì đông lại hết. Để xong đấy. Đấy, cam. Đây là các bạn thanh niên tình nguyện. Đây là Loan Béo ra hỗ trợ vắt cam trách nhiệm. Đóng nước cam. Xúc xích là ăn xúc xích Đức Việt hẳn hoi nha. Bây giờ nhá, hay chị lấy một cái bếp nữa nhỉ? Thêm một bếp nữa nhá. Liên ơi, lấy một cái bếp nữa để rán đùi gà tiếp. Xong mình rán xúc xích sau cùng.
Bây giờ cái quan trọng là vắt cam đây này. Thôi bây giờ ai đôi thì cứ vắt thôi, bỏ cam ra xong rồi vắt thôi. Tranh thủ vắt thì được. Điên rồi. Mày sang nhà tao mày lấy hộ tao cái bếp nữa rồi. Gà rán cho các con đấy. Sang người ta lấy cái bê vở rán bê nữa cho nhanh. Có cái chảo, có cái chảo vũng ở trong 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 úp ở trong cái giá xong nhé, bảo cái Trang lấy cho. Này đây còn một cái vắt cam thế này. Loan ơi em cầm máy ra rồi gì? Mỗi con là một cái đùi gà và hai cái xúc xích, một cốc nước cam và một hộp xê sủi với một gói bánh. Cái máy vắt cam của cái Loan nó to. Khi chuẩn bị cho các con phải chuẩn bị cả giấy ăn này, vì là sợ các con nó trẻ con này nó không có giấy này. Đấy. Giấy chuẩn bị hết, giấy ăn rồi các con hết. Một hộp xê sủi xê mua loại ngon đấy hết rồi này. Chiều nay là mỗi con một gói bánh và một cái đùi gà, hai xúc xích, một cốc nước cam. Bác Đinh Thanh Tùng lên ngay trung tâm ở để mà uống nước cam. Ở nhà không cách ly không được uống nước cam. Cho hai đứa con anh nào thích bác Tùng lên đấy đi. Ở nhà cách ly không được uống nước cam phải tị. Không được ăn đùi gà đâu, lên đi. Đấy, để quay để các mạnh thường quân biết. Không được à. Đấy, cam là mua về rửa sạch sẽ là vắt. Không phải là... Nước này nước gì chị? Đường đấy, nước đường pha sẵn để nước đường hồ cái Loan nó hồ rồi cho để tí cho thêm một nước cam cho nhanh. Có mình cho vào nó. Đấy. Cam là mua cam tươi hết xong về rửa sạch sẽ rồi mới vắt. Đấy nên là số tiền của các mạnh thường quân thì tôi có cầm thì tôi cũng chỉ lo cho các con được cứ đến đâu lo đến đấy, nếu còn tiếp thì lại lo tiếp cho các con lần nữa. Đợt này là đợt 2. Hơn nhiều một tuổi sao ấy? Hơn nhiều một tuổi không hiểu gì đâu này chị Nam. Gọi thêm một em. Đây là em Tình Huyền rất rất nhiệt tình, vợ chồng rất nhiệt tình, hỗ trợ từ sáng sớm bây giờ. Đây là các em học mấy em cam. Biết bao giờ biết bao. Ông đấy chơi 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 mấy lần chơi rồi. Nên là quay để cho các mạnh thường quân biết, vì các mạnh thường quân cho tiền các con để bây giờ. Đấy, vì là nếu như mà các con khác ấy, học sinh ý, thì mình mua cho các con chai C2 hay cái gì cũng được. Nhưng mà vì là các con đang ở trong, các con bị F1, F2 nên là không thể uống được những cái nước có ga hay là nước ấy, bắt buộc phải mua nước cam để cho các con uống này. Cam xong về tự vắt xong đóng máy đóng này, đầy đủ hết rồi các con. Nên là các gia đình có con ở trong đấy thì cứ yên tâm nhá. Tiền thì thực ra là cũng các mạnh thường quân cho, nhưng mà mình cũng vì là các con ở trong đấy thì trẻ con cũng thích đùi gà đấy. Mỗi con một gói bánh này, giấy ăn chuẩn bị đầy đủ này, mỗi con mấy cái giấy này. Nên cứ có tiền đến đâu thì lo cho các con đến đấy, còn nếu các mạnh thường quân giúp tiếp thì thôi, mình chào cả nhà để làm tiếp đây. Hương ơi, có lỗi thì xuống đây hộ tí. Cảm ơn các bác nhé.
Các con ơi, cũng như đúng như lời hứa thì người lớn thì em cũng không dám nói, và đây đang nói chuyện với các con là lần trước hứa với các con là sẽ gắn đùi gà này, xúc xích, thì hôm nay đúng như lời hứa là đã bán đầy đủ cho chúng con để các con nổ tràng tháo tay, để lần sau lại còn thế mà các mạnh thường quân giúp thì các cô lại gắn tiếp nào. Vỗ tay đi, vỗ mạnh vào. Các con thiếu nhi ra chào nhau phát nào, để lần sau còn gắn tiếp ấy mà các mạnh. Đây là những gói quà mà cô cũng đại diện các mạnh thường quân để đến trao cho các con và các bệnh nhân ghép công ở đây. Và cũng xin cảm đời gửi lời cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Mong các mạnh thường quân sẽ đồng hành với các con cho khi các con ở trong khu cách ly ra về. Xin cảm ơn tất cả các con, cố lên nha. Và cho xin, em xin cũng không biết tên là gia đình mà chị nhà chị Thạch, nhà không biết mẹ với con tên là gì, thì gọi là chúng em có chút quà thêm và cho gia đình một chút, thì không biết chị ở đâu hay cháu ở đâu thì tên là gì thì để gửi. Vâng, thì gọi là có một chút quà, gọi là giúp đỡ thêm cho các cháu một chút. Xin chào các bạn ở lớp này. Tôi đại diện cho ban phụ nữ giáo giới trẻ giáo học Bùi Chu. Xin giúp mỗi bệnh nhân nhất không là một món quà có trị giá 200.000. Xin mời bệnh nhân thì xuống dưới chỗ bàn này để nhận không có gì. Để đây ra một số từng người. Và cho em gửi đây là cái số tiền của các mạnh thường quân thì em trích ra là 1.000.000 em gửi biếu thêm cho gia đình nhà chị Thạch, có gia đình có 3 hay 4 người em không gì đấy, thì em xin là đại diện các mạnh thường quân là em xin để đây và gia đình xuống nhận hộ. Để nên chị ở tận tay. Không bì là vậy em. Không bì là vậy em. Không bì là vậy em. Không bì nhau hết. Tạch gì vậy? Tạch không? Ừ, bỏ luôn là túi quà đi. Đây, bỏ hết vào túi quà luôn đi cho nó sẵn đây. Và trong những cái túi quà thì sẽ có một cái phong bì 200 quả ban phục vụ giới trẻ của giáo vận Bùi Chu. Chị ơi, bây giờ không phải bác sĩ người ta không phát quà mà mình để luôn, mỗi bệnh nhân người ta đến đây người ta lấy. Đấy, cứ bỏ luôn mà. Đúng rồi, đúng rồi, các bệnh nhân, các bác sĩ cũng không tin cận dần các bệnh nhân. À đây, bỏ một cái gói quà của... À, chị nào là chị Thạch thì đem để 1.000.000 đến đó là, thì gọi là đây là món quà của các mạnh thường quân, em để đây nhá, tí chị ra chị lấy. Chị ơi, cho em hỏi là đây là quà của F0 rồi gì? Tất cả các F1, F0 ở đây là đều có quà hết. À, nhưng mà tiền đấy ạ. Tiền các cái phong bì này có mỗi 1.000.000 này là dành riêng cho gia đình chị Thạch. Còn tất cả các phong bì, các túi quà là đều có mỗi phong bì 200.000. Tức là ở đây mà em có 86 F0 với 4 F1. Đây là tất cả là 90 suốt tất cả. Vâng, vâng. Vâng. À, được rồi, vậy thì cứ trao đổi 90 đi. Được
Vậy thì bọn em gọi từng phòng ra đây nhá. Vâng vâng, cũng được ạ. Mỗi túi quà là có một lọ C, một gói bánh Tràng An, và mỗi suất là thêm một cái đùi gà và hai xúc xích và nước cam, là tất cả đều tự vắt và tự làm chứ không có mua sẵn một cái gì hết. Chị có tiền lẻ không? Alo, bây giờ phòng lớp 6A chuẩn bị ra lấy quà. Phòng lớp 6A này có chị Dung ạ. Đấy, gia đình nhà chị là có 4 em không đấy ạ. Nguyễn Thị Dung. Gia đình nhà anh Lượng cái gì ạ? Gia đình có cái gia đình nhà anh Lượng gì sống 6, nhà có 4 em không thì em muốn ra nhận trước. Ở đây có gia đình nhà chị Dung, anh Thạch. Anh Lượng, anh Thạch đấy, vâng. Thạch nhóm chất đấy ạ. Vâng. Thì chị Dung ra trước đi ạ. Đây là có 4 suất quà và thêm 1 triệu. Là em trích thêm là gia đình nhà chị thì 4 suất là khó khăn hơn thì em trích thêm, gọi là của tiền là cũng của các mạnh thường quân thôi, cũng không phải là tiền của em. Đây chị Thạch, để cái này để riêng chị Thạch. Đây ạ, chị Thạch đây ạ. 4 suất của chị. 4 suất của và chúng ta té đâu cho nhau thế nào, có ăn đùi gà tiếp, có còn kiếm tiền cô xin các mạnh thường quân mua đùi gà tiếp nhá. Lớp 6A các bạn di chuyển ra đi ạ. Chào nhau một tí đi các bạn ơi. Lần sau có uống trà sữa nữa không? Nhưng nói là lần sau chứ không phải hôm nay nhá. Cho mỗi con một cốc nước cam nữa. Nước cam nữa các con ơi, mỗi suất một cốc nước cam nữa. Chưa phát nước cam rồi. Ở trong mỗi cái túi là cô đã chuẩn bị giấy này, tương ớt này. Lớp 6B ra đi. Nước cam. Ai chưa có nước cam thì vâng, nước cam, nước cam, nước cam. Nước cam nhá. Rồi, ôi, điện thoại của chị mất vậy à. Điện thoại mất rồi. Kết thông chào nhau cái nào. Các con cố gắng nha. 6 giờ ra đi ạ. Ống hút tôi để hết ở trong cái túi thư bánh nhá, và giấy tôi cũng để trong thư bánh. Anh ơi, chị ơi, lớp 6 giờ ấy ạ, có gia đình có hai em bé đấy, hai bố mẹ cũng em không ạ. Nước cam nữa, nước cam nữa cơ. Còn nước cam mới nữa cơ mà. Gia đình nhà anh Lượng. Nhưng mà cứ để đây cho mọi các cháu lấy. Là em không như là anh mẹ đang chạy tim nhân tạo. Đúng rồi đấy, mỗi con cứ lấy một suất với một cốc nước cam. Một cốc nước cam nữa, mỗi suất một cốc nước cam nữa. Cái bác sĩ đã làm sao. Lấy trong cái này đi vào luôn đi các em con ơi. Nước cam nữa. Nước cam nữa, nước cam nữa. Các bạn lấy xong thì về phòng. Đây con ơi, đây bỏ đây cho các bạn lấy này. Các bạn có nước cam rồi, các bạn lấy đi. Lấy con nào có nước cam rồi, ta là đi ra nữa. Phòng lớp 6E ra đi ạ. Các con lấy đùi gà nước cam nhá. Cô Tươi với chị Trinh ra lấy quà cho các bạn.
các con ăn xong là giấy các thứ mình bỏ trong một cái túi bóng đấy xong rồi để ra thùng rác. Rồi các con đủ lượng mỗi lần xa một tí quà mà các con làm lên nhé. Nhưng mà xong rồi. Được rồi. Cố lên nha. Cố lên nha. Chị Tươi ơi. Đấy, đúng rồi, đấy, đúng bà rồi. Tươi vào đây nha. Em Mi trong đấy à? Em Mi vào rồi à? Đấy, một đùi gà nữa, một đùi gà nữa. Đấy, một suất là có một đùi gà nữa. Mấy lần nữa? Xét nghiệm mấy lần rồi? Rồi, rồi. Hạnh phúc quá tốt. Lớp 9A vẫn... Thực ra những cái món quà này thì nó cũng không phải là to, nhưng mà nó chỉ là một chút động viên cho các bệnh nhân. Nên là cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng các bệnh nhân F0 ở đây. Lớp 9A với 9B xuống đi ạ. Bé ơi, chào bé con ơi. Bé con ơi, chào nhau tí nào. Đùi gà cũng tự mua đùi gà tươi để đánh và nước cam cũng tự mắt hết. 9A, 9B xuống đi. Em bé kia chắc cũng gần 5. Em bé kia chắc gần 5 mà bé nhất ạ. À, đúng. Các bác ơi, chào nhau tí lần sau còn ra trà sữa nào, trà sữa nào đi kiếm tiền nữa nha. Vậy là trà sữa cũng giả nợ hết nhá, đùi gà cũng giả nợ xong nhá, xúc xích cũng giả nợ xong nhá, chúng ta không nợ nhau nhá. Có chứ, có chứ. Không, chiến thì ra đây nhá, tí mới kể. Đó, để cho các con đấy. Đưa lại đây cho mình lấy đùi gà. 9D với 9E xuống đi ạ. Chị Thủy ơi, điện thoại chị cầm đây à? 9E với 9D xuống đi. Làm xấu ăn ngay tại trà cậu nghe đó. Đứng xa ra lấy từng người một. Từng người một, từng người một. Xếp hàng ra cách xa 2 mét ra. Bà lấy đi, bà lấy đi. Các bác trên tầng 3 cũng xuống dần đi ạ. Ê, đây, 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 đây. Rồi, chào tất cả các bạn nhé. Và chúc tất cả các bác, các anh, các chị cùng các con sẽ luôn mau mạnh khỏe và về với gia đình. Bây giờ kéo hết. Rồi, chị cứ ở đây không chào cắt nữa nha. Đang
Cứ thằng ăn đi, thằng ăn luôn đi. Hả? Ăn ngồi yên chấm ăn luôn kìa. Thế ăn cái gì nữa, chán cái gì. Tôi còn ăn ôi chào nhau, cái đi về đi. Cố đây nha. Cố nha. Con nghe đây. Cô y tá giúp cho tí nha. Ra thì khỏi đi. Tôi đi F1 à? F1 Tùng với Khải ơi, bê xuống đi. Bê là có khi bê được hai chỗ nhỉ? Đây là một gói là một người đấy ạ. Cả cái riêng hết rồi. Và đi có khi là cho như kia cho người hướng như kia cho nó rộng. Nhưng mà đây 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 được. Sau đầu rồi thêm này. Sau khi mới cam mới lấy lên cả. Em phát trực tiếp đấy. Đây F0 có. F0 thì không kia còn kiểu là cái này đi.